chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Raider trên 108899 ngược dòng quá khứ. Từ ngày Raider trên FI ra đời, làm mưa làm gió trong làng con trai Việt Nam. Hình như ít ai biết đến người đàn anh của nó là Raider trên 10 sân cơ. Có vẻ như người đàn em đã nhấn chìm người đàn anh vào quá khứ. Tuy nhiên những người chơi Raider có vẻ như âm thầm hơn. Họ vẫn trung thành với những chiến mã xông pha trên những cung đường xu ngược của mình, trang bị cho chiếc xe yêu với những thứ mà mình thích, thậm chí còn đi ngược cái xu hướng lùi về quá khứ như cái anh chàng ở dưới đây. Thân xác Raider trên 10 sân cơ ở Việt Nam được khâu biến thành Raider 2004, mang thêm cây bộ của Sacha F trên 10 xinh lung linh, đi bộ tem với cặp mâm màu đỏ candy hợp rất tông màu. Raider đầu nhỏ một thời quanh liệt bỗng trở về hiện về cái disker có vẻ là hơi nhạy cảm. Ghi đông thai full ốc kiểu, bao tay Spider với cặp ta thắng CRRC2, chiếc xế dình ken Spen nhìn là muốn chảy ke luôn. Hai bên lóc sạch sẽ tinh tươm, được trang bị bằng những dàn ốc kiểu màu titan, thấp thoáng và có ốc rồ ti bông mai vân vân. Sên vàng đi, đĩa đen ốc đỏ phối màu rất tinh tế. Cái biển số thì rất là ngon lành luôn nào. Chiếc xe đang đỏ dán cùng với đồng bọn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, nhớ subscribe.